Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với chuyên đề Văn Chủng Phạm Lãi, hai bậc kỳ tài của đất Việt. Kính thưa quý vị, theo Đông Chu Liệt Quốc, Văn Chủng và Phạm Lãi là hai vị đại thần tài giỏi của nước Việt trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, đã có công phò trợ và giúp cho Việt Vương Câu Tiễn khôi phục đất nước, báo thù nước Ngô, giúp nước Việt trở thành bá chủ của thiên hạ Trung Hoa dưới thời nhà Chu. Dưới đây là những màn ứng chiến của hai quan đại phu Văn Chủng và Phạm Lãi cùng song kiếm hợp bích để thành toàn cho Việt Vương Câu Tiễn, nuôi dưỡng sức dân, xây nền chính trị và quân sự cho nước Việt, giúp nước Việt chẳng những lấy lại nền tự chủ mà còn xóa sổ nước Ngô, oai phong trở thành bá chủ thiên hạ. Đó là những chiến lược, chiến thuật tinh thông thể hiện tài năng xuất chúng của hai bậc kỳ tài của nước Việt. Đặc biệt, qua hình tượng hai nhân vật này, Jessica Thảo Nguyễn cũng đưa ra những bài học đúc kết để ứng dụng trong cuộc sống. Rất mong chương trình sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học bổ ích. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Văn Chủng, Phạm Lãi, hai bậc kỳ tài của đất Việt. 1. Văn Chủng. Văn Chủng là một chiến lược gia đại tài, một vị thuyết khách tài tình và là người có con mắt tinh tường, nhìn thấu nội tình của đối thủ và có giải pháp hữu hiệu. Khi nhìn thấy quân Ngô binh hùng tướng mạnh tiến đánh nước Việt, Văn Chủng đã khuyên Việt Vương Câu Tiễn chọn giải pháp ngoại giao để tránh sự chinh chiến. Đó là thuật dụng binh mà người xưa vẫn dạy. Cái lưỡi mềm thì còn, cái chân cứng thì mất. Cứng quá thì dễ gãy, lấy nhu chế cương. Thế nhưng tiếc là Câu Tiễn không nghe theo. Theo đó, Văn Chủng chưa cần giao chiến mà đã nhìn thấy trước vậy. Khi quân Việt thua trận, hao binh tổn tướng, rơi vào thế nghìn cân treo sợi tóc, Văn Chủng còn biết rõ nội tình của nhà Ngô. Vua Ngô kiêu ngạo mà ưa nịnh, bá phỉ chuyên quyền mà khéo dèm. Văn Chủng biết rõ bá phỉ là kẻ tham của mê sắc, lại hay nịnh hót, cho nên được lòng Ngô Vương phù sai, còn như Ngũ Viên đồng triều nhưng vẫn không hợp ý nhau. Văn Chủng đã kiến nghị giải pháp giải vây bằng cách mua chuộc bá phỉ, biến bá phỉ trở thành cái miệng, đôi tai, đôi mắt của mình. Cụ thể, Văn Chủng đề nghị vua Việt cho chuẩn bị lễ vật gồm 8 người mỹ nữ, 20 đôi bạch bích, nghìn nén hoàng kim mang đến dinh bá phỉ ngay trong đêm. Câu Tiễn nghe theo, đích thân Văn Chủng đến đúc lót lễ vật cho bá phỉ, lại nói những điều ân nghĩa về sau. Văn Chủng lại phân tích những lẽ lợi hại, khiến cho bá phỉ càng tham lợi mà gom về túi riêng. Cụ thể, những lý lẽ thuyết phục đó là: nước Việt dẫu có thua, nhưng nay đóng ở cối kê, hiện còn 5.000 quân tinh tốt, có thể giao chiến được một trận. Nếu giao chiến mà thua, bấy giờ chúa công tôi sẽ đốt hết kho tàng mà đem thân trốn đi nước ngoài, giống như vua Sở khi trước. Chưa chắc nước Việt tôi đã về tay quân Ngô được. Giả sử về tay nước Ngô đi nữa, thì quá nửa của cải nộp về vua Ngô. Còn ngài và các tướng, chẳng qua mỗi người được một vài phần. Chi bằng, ngài làm ơn cho nước Việt được giảng hòa, thì chúa công tôi dẫu đem thân thờ vua Ngô, mà thật là đem quân thờ ngài đó. Mỗi khi cống hiến, chưa nộp vua Ngô đã phải nhớ đến ngài trước. Có phải là ngài hưởng riêng một mối lợi to mà các tướng không ai được dự đến? Huống chi, giống thú mà đến lúc cùng khốn cũng phải cố đánh liều một trận sống mái. Nào đã chắc rồi ra thế nào? Kể từ đó, bá phỉ chính thức trở thành nội gián cho nước Việt. Các việc ngoại giao giữa hai nước đều có bá phỉ nói giúp cho. Bá phỉ cũng đã thu về túi riêng rất nhiều lợi lộc. Đó là tài thương thuyết và đắc nhân tâm của Văn Chủng vậy. Binh pháp dạy rằng, Tôn Tử nói: phàm giấy binh 10 vạn đi xa ngàn dặm, tính chung các phí tổn của trăm họ, sự cung phụng của các nhà cộng mỗi ngày lên tới 1.000 lạng vàng. Trong ngoài phải náo động, nhân dân chịu vất vả vì việc phu dịch ở dọc đường, bỏ bê công việc làm ăn, lên tới 70 vạn nhà. Kéo dài đến nhiều năm để tranh thắng lợi trong một ngày,
mà lại không dám ban tước lộc, không dám thưởng trăm lạng vàng để dùng gián điệp, đến nỗi không biết tình hình quân địch. Đó là hạng người hết sức bất nhân. Người ấy chẳng đáng làm chủ tướng của mọi người, chẳng đáng làm tôi phò chúa, không thể làm chủ được sự thắng lợi vậy. Cho nên, việc chi tiền cho nội gián để tránh sự chiến tranh, mua lấy cái thế yên, rồi chờ cái thế thắng cho quốc gia là điều rất nên. Chẳng những trong chiến trường, mà trong thương trường cũng vậy. Các gián điệp kinh tế trở thành những nhân tố quan trọng, giúp cho doanh nghiệp cập nhật những thông tin hữu ích, rộng đường phát triển hơn. Gián điệp thì có nhiều loại, có thể là nhân sự của người, có thể là nhân sự của ta, có thể là những tiếng nói có trọng lượng mà người tin tưởng nghe theo. Dẫu muôn màu muôn vẻ, nhưng các gián điệp kinh tế đều có chung mục tiêu vì sự phát triển của doanh nghiệp ta mà hành sự. Trong thời gian Việt Vương Câu Tiễn bị lưu đày ở Ngô Quốc, chính Văn Chủng là người đã thay Câu Tiễn mà điều hành Việt Quốc, chấn hưng Việt Quốc. Chẳng những chấn hưng về kinh tế, Văn Chủng còn thể hiện là một chiến lược gia siêu Việt khi đã hiến cho Việt Vương Câu Tiễn 7 thuật phá Ngô. Sau này Câu Tiễn cũng phải trầm trồ rằng mình mới dùng có 3 thuật mà đã bình định xong nước Ngô, còn 4 thuật không biết dùng vào đâu, mới thấy cái tài hoạch định của Văn Chủng quả là đáng ngưỡng mộ. 7 thuật phá Ngô đó là: 1. Chịu tốn của cải để làm cho vua tôi nước Ngô bằng lòng. 2. Lấy giá đắt mua thóc và cỏ để làm cho nước Ngô thiếu lương thực. 3. Đem mỹ nữ sang dân để làm cho vua Ngô phải mê hoặc. 4. Đem thợ khéo, gỗ tốt sang dân để cho vua Ngô làm cung thất tốn hại tiền của. 5. Dùng kẻ nịnh thần để làm cho nước Ngô rối loạn. 6. Hại kẻ trung thần của nước Ngô để làm cho thế cô. 7. Tích của, luyện quân để đợi dịp nước Ngô suy yếu. Theo đó, kế sách tuyển chọn và đào tạo mỹ nhân đều là kế sách của Văn Chủng để làm mê mẩn đầu óc phù sai. Hai mỹ nhân tuyệt sắc của nước Việt là nàng Tây Thi và nàng Trịnh Đán cũng được thâu nạp trong thời gian này. Nước Việt lại tặng thứ gỗ rất lớn để cho nước Ngô tiêu tốn của cải và sức dân Ngô để xây đài cao, là học từ cái tích vua Kiệt làm Linh Đài, vua Trụ làm Lộc Đài đến nỗi mất nước. Đem vàng lụa đúc lót cho Bá Phỉ, để Bá Phỉ nói khéo cho Ngô Vương Phù Sai tha tội cho Việt Vương Câu Tiễn. Lại mang biết bao tiền của cống nạp, cung phụng cho Ngô Vương Phù Sai không chút hoài nghi. Ngoài ra, Văn Chủng còn hiến một kế để làm tổn thất trầm trọng nền kinh tế của nước Ngô. Có một lần, Văn Chủng bèn nói là nước Việt mất mùa và xin vua Ngô cho vay 1 vạn thạch lương, 1 năm sẽ trả đủ. Vốn đang say đắm nàng Tây Thi, lại có Bá Phỉ nói vào, cho nên Ngô Vương Phù Sai không ngần ngại nhận lời. Đúng hẹn, Văn Chủng mang trả đủ số thóc đã mượn. Phù Sai thấy vậy thì rất hài lòng, lại thấy hạt thóc của nước Việt rất đẹp, bèn nói với Bá Phỉ: đất nước Việt tốt lắm, vậy nên hạt thóc cũng tốt, ta nên phân phát cho dân để gieo lấy giống. Thực ra thì đó đều là những giống thóc tốt được nước Việt chọn lọc rất kỹ. Thế nhưng hạt thóc đã được luộc chín thì làm sao nảy mầm được. Đều là kế của Văn Chủng mà năm ấy nước Ngô bị lỡ mất thời vụ gieo trồng. Nạn đói xảy ra làm cho kinh tế khốn đốn. Người dân nước Ngô ai cũng oán thán vua Ngô. Đó cũng là chiến lược đánh trận bằng mưu kế, thể hiện sự sát phạt và khôn khéo của Văn Chủng. Như câu nói của ông với Việt Vương Câu Tiễn: tôi nghe nói con chim bay trên mây cao chỉ chết vì miếng ăn tốt, con cá lặn xuống vực sâu chỉ chết vì cái mồi thơm. Nay chúa công muốn báo thù nước Ngô thì phải tìm xem Ngô sở thích cái gì mới có thể trị nổi. Mượn thóc tươi, trả thóc luộc để làm cho nước Ngô khốn đốn kinh tế, không cần đánh mà làm cho nước Ngô suy yếu, đều là kế sách đánh địch khôn khéo của tướng quốc Văn Chủng. Kết hợp với Phạm Lãi để chấn hưng quân chính, để khi lâm trận thì giành chiến thắng nhanh chóng. Đến Câu Tiễn cũng phải khen ngợi Văn Chủng rằng:
Văn Chủng dạy vua 7 thuật phá Ngô, thế mà chỉ mới dùng có 3 thuật mà Ngô đã thua. Theo đó, có thể nói tài năng và công trạng của Văn Chủng thật cao thâm. Như vậy, Văn Chủng thi triển kế sách để làm ra cái thế bại vong của nước Ngô, làm ra cái thế tất thắng của nước Việt. Đó chính là thượng sách trong việc dùng binh vậy. Khi đã có cái cơ trời, thì một trận xông lên có thể định đoạt được ngay thắng lợi lớn. Văn Chủng chẳng những là nhà hoạch định chiến lược, mà còn trực tiếp coi đạo tả quân khi lâm trận. Cho nên Văn Chủng chẳng những là tướng quốc, mà còn là vị tướng soái tài ba của Việt quốc. Có thể khiến cho Câu Tiễn phục quốc trong vòng 10 năm, chuyển bại thành thắng, chuyển thế từ phụ dung thành mẫu quốc. Chẳng những hạ được Ngô quốc mà còn đưa nước Việt làm bá chủ. Theo đó, Văn Chủng xứng đáng là một trong những vị tướng giỏi nhất thời Xuân Thu chiến quốc. Tiếc rằng, sau khi giúp Việt vương Câu Tiễn giành thắng lợi, Văn Chủng không nghe lời khuyên của Phạm Lãi, dẫn đến Văn Chủng bị Câu Tiễn tặng kiếm để ép ông tự sát. Theo sử ký, nguyên văn lời nhắn nhủ của Phạm Lãi rằng: Phi điểu tận, lương cung tàn, giảo thố tử, cẩu tử phanh, Việt vương vi nhân trường cảnh điểu uế, khả giữ cộng hoạn nạn, bất khả giữ cộng lạc, tử hà bất khứ. Có nghĩa là: chim bay mất hết, cung tốt được cất đi, thỏ khôn chết, chó săn bị nấu, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn, ngài không nhớ hay sao? Việt vương là người cổ dài, miệng diều hâu, chỉ có chung hoạn nạn mà không thể chung phú quý. Ngài sao còn chưa lui về? Từ đó câu chuyện thỏ tử cẩu phanh, thỏ chết chó săn bị nấu đã trở thành điển cố nổi tiếng kim cổ, gắn liền với Văn Chủng và Phạm Lãi để răn dạy người mưu thần phải cẩn thận, phải biết công thành thân thoái để tránh mối họa từ những ông vua diều hâu như Việt vương Câu Tiễn. Thế nhưng, cả Văn Chủng và Phạm Lãi chẳng phải là tác giả thực sự của lời răn thỏ tử cẩu phanh, bởi trước đó, trong lúc bị vây bắt và truy kích, Ngô Vương Phù Sai đã viết thư cho Văn Chủng và Phạm Lãi rằng: Ta nghe, thỏ đã chết thì chó tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn. Sao quan đại phu không lưu cho nước Ngô tôi còn lại một chút để làm cái dư địa sau này? Câu nói trên của Phù Sai vừa nhắc lại lời cổ nhân, nhưng cũng chính là đúc kết của cuộc đời ông ta. Người xưa dạy, người trước khi mất nói lời chân thật. Bản thân là một ông vua, trước khi gây dựng đại nghiệp thì cũng học Tề Hoàng Công mà coi ngũ viên như cha, gọi ngũ viên theo cách trọng thị là ngũ tử tư. Khi lên ngôi vua rồi đánh thắng nước Việt, được hưởng vinh hoa phú quý, thì Ngô Vương Phù Sai nghe lời xiểm nịnh của bá phỉ mà sát hại ngũ viên. Sau này, Trương Lương cũng nhờ vào gương của Văn Chủng mà chọn cách từ quan giống Phạm Lãi sau khi giúp Lưu Bang thống nhất Trung Hoa. Điều này đã giúp Trương Lương tránh được cuộc thanh trừ của Lưu Bang, mà ở đó các công thần bị sát hại như Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố, v.v. 2. Phạm Lãi. Như lời của Văn Chủng đã nói, ở nhà xem xét công việc trong nước thì Phạm Lãi không bằng Văn Chủng. Nhưng đi theo vua mà làm tùy cơ ứng biến thì Văn Chủng không bằng Phạm Lãi. Phạm Lãi, vốn thông minh sắc sảo, có tài ứng biến, đã đóng góp công lao to lớn song song với Văn Chủng, giúp Việt vương Câu Tiễn phục quốc và lên hàng bá chủ thời Xuân Thu chiến quốc. Phạm Lãi chẳng những từ chối sự trọng dụng của Phù Sai mà còn chấp nhận lưu đày, chịu bao khổ sở ở Thạch Thất cùng với Câu Tiễn. Ăn mặc tồi tàn, lôi thôi rách rưới, hàng ngày cắt cỏ nuôi ngựa, gánh nước, dọn phân ngựa, kiếm củi nấu cơm, mặt mũi gầy gò mà vẫn một lòng giữ lễ vua tôi. Như vậy, có thể nói là giữ trọn đạo hiền, quả là một trung thần hiếm gặp, khiến cho Phù Sai cũng phải kính trọng vì sự trung trinh đó. Học giả Tô Thức đúc kết rằng, kẻ mà được gọi là hào kiệt, ắt phải có tiết khí hơn người, nhân tình có chỗ không thể nhịn được. Bởi vậy, kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy, vương mình xốc đánh. Cái đó
chưa đủ gọi là dũng. Những bậc đại dũng trong thiên hạ, trái lại, gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cớ gặp những điều sai trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa. Phạm Lãi còn là người ngày đêm hiến kế cho Câu Tiễn, chẳng những bảo toàn tính mệnh mà còn lấy được niềm tin của Ngô Vương Phù Sai trong thời gian lưu đày ở Ngô Quốc, bao gồm cả việc ông hiến kế cho Câu Tiễn nếm phân để đoán bệnh Phù Sai sắp khỏi, làm cảm động quá đỗi đến Phù Sai. Nhờ vậy mà Câu Tiễn và Gia Quyến đã được thành toàn trở về nước, tiếp tục làm vua của nước Việt. Đó gọi là nuốt đặng cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người. Khí tượng như chim phụng hoàng liện trên mây xanh thì những lợi hại cỏn con không động tâm được nữa. Trong binh pháp gọi là khổ nhục kế, theo gương của Văn Vương vượt qua ngày tháng giam cầm mà làm nên đại nghiệp nhà Chu tồn tại suốt 800 năm. Nhu đạo là đức tính chẳng phải của kẻ nhu nhược, mà là tố chất nhất định phải có của bậc đế vương nếu muốn làm nên công to việc lớn. Biển vì nhẫn nhịn khiêm nhường chọn chỗ thấp, chỗ người ta chê mà trở thành vua của trăm suối, trăm sông. Người biết nhu đạo thì trăm họ mới theo về. Lão Tử đã dạy rằng, trong thiên hạ không chi mềm yếu hơn nước, thế mà đánh đổ sự cứng rắn không chi hơn đó được. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ đều biết nhưng không sức làm nổi. Phạm Lãi còn là một nhà quân sự tài năng, một chiến lược gia có con mắt sắc sảo. Sở dĩ Phạm Lãi chọn cách cáo quan sau khi giúp cho Việt Vương Câu Tiễn đạt được chí nguyện là bởi khả năng quan sát và cách nhìn người của ông. Theo Đông Chu Liệt Quốc, nhân ngày Câu Tiễn tổ chức tiệc ăn mừng ở văn đài nước Ngô cùng với các quan uống rượu vui, sai nhạc công tấu khúc phạt Ngô. Khúc nhạc ấy có nhắc đến Văn Chủng Phạm Lãi, lại có câu công nghiệp lừng lẫy nên nhớ ghi, thưởng phạt xứng đáng chẳng tiếc gì, vua tôi vui chén hồ mấy khi. Các quan đại thần đều tươi cười cả, duy chỉ có Câu Tiễn nét mặt không được vui. Phạm Lãi thấy vậy tự nghĩ trong lòng rằng, đại vương không muốn nói đến công của kẻ hầu người hạ, thế là cái mối nghi kỵ đã trông thấy rồi. Văn Chủng cũng có mặt trong buổi tiệc ấy mà không nhìn ra, chỉ có Phạm Lãi tinh tường sắc sảo mới nhìn ra con người của Việt Vương Câu Tiễn có thể chung hoạn nạn nhưng không thể chung phú quý. Phạm Lãi cáo quan đi một chiếc thuyền nhỏ ra Tề Nữ Môn, không mang theo gia đình, thế mà làm cho Câu Tiễn phải thưởng 100 dặm đất phong cho vợ con Phạm Lãi. Câu Tiễn còn sai thợ giỏi đúc một pho tượng Phạm Lãi bằng vàng để ở bên cạnh, trông như Phạm Lãi còn sống. Hành động này có vẻ như Câu Tiễn trọng thị và quyến luyến Phạm Lãi quá chăng? Nhưng Jessica Thảo Nguyễn thì cho rằng có thể vì Câu Tiễn sợ cái tài của Phạm Lãi sẽ uy hiếp giang sơn của ông nên bất đắc dĩ mới phải làm như vậy để làm yên lòng Phạm Lãi. Có lẽ Phạm Lãi cũng nhìn ra như vậy, cho nên bỗng một hôm Phạm Lãi trở về nhà mang hết cả vợ con sang nước Tề rồi ở ẩn ở Đào Sơn. Phạm Lãi sau đó tự xưng là Đào Chu Công, chăn nuôi các giống vật, sinh sản được lợi kể hàng ngàn vàng. Từng truyện sách Trí Phú Kỳ Thư là do Đào Chu Công làm ra. Đào Chu Công sống cuộc đời trưởng giả, an nhiên, tự tại. Khi Phạm Lãi không còn ở Việt Quốc, không còn thuộc quyền kiểm soát của Câu Tiễn nữa, thì Câu Tiễn ban trăm dặm đất cho vợ con Phạm Lãi. Trong khi đó, Văn Chủng còn đương lâm triều, đang trong quyền kiểm soát của Câu Tiễn, thì Câu Tiễn ban cho Văn Chủng thanh kiếm để tự tận. Hai cách hành xử trái ngược với hai người công thần cho thấy lòng dạ diều hâu của Câu Tiễn. Trong cuộc sống, nếu hợp tác với những đối tác như Câu Tiễn, cần hết sức thận trọng. Người làm công cho các ông chủ như Câu Tiễn phải biết cách phòng thân, biết cách thủ thân, luôn chừa cho mình con đường có thể rút lui. Ở nước Việt ta, có Trạng Trình nổi tiếng với giai thoại Trạng chết chúa cũng băng hà, dư gan đỏ đích thì cà đỏ trôn, là bài học cảnh tỉnh cho những vị vua lăm le sát hại công thần.
Ví như Trạng Quỳnh mà gặp ông vua như câu tiễn thì thiết tưởng cũng như phép cờ thí. Vua bên này mà tham ăn quân hậu của bên kia thì lậm ngay vào chân quân mã. Không lo cái lo xa, tất phải chịu cái hại gần, sao tránh được cái thế cờ tàn. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả, Tư Mã Ý cũng vì nhớ đến điển tích Thọ Tử Cẩu Phanh, kết cục của Văn Chủng mà lui hùng binh trong trận Tây Thành khi nghe tiếng đàn tự sự của Gia Cát Lượng. Khi còn khốn đốn, câu tiễn sáng suốt khi dùng người bao nhiêu, thì lúc phú quý, câu tiễn càng nghi kỵ và hẹp hòi bấy nhiêu. Đánh mất lòng nhân của người quân tử, đánh mất sự rộng lượng của bậc quân vương, đánh mất đạo nghĩa quân thần. Đó là dấu hiệu trái với đạo của bậc quân vương. Đó là dấu hiệu vua tôi đánh mất chữ nhất. Vì sao chữ nhất lại quan trọng đến vậy? Trời đất vận hành, vạn vật sinh hóa, hóa sinh. Đạo lý trên đời chỉ có một chữ nhất. Nếu như mất đi chữ nhất này thì bản tính cũng mất. Thế gian trong xanh biến thành vẩn đục. Đánh mất chữ nhất thì núi non sạt lở, sông ngòi khô cạn, vạn vật không còn yên ổn mà đi vào diệt vong. Người mất chữ nhất thì thân hình phân ly, thân tâm ly tán. Đánh mất bản thân, đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Bậc quân tử đánh mất chữ nhất thì muôn dân chìm trong chiến loạn, các nước phân tranh, thiên hạ đại loạn. Thiếu mất chữ nhất, vạn vật không sinh cũng không lớn lên, âm dương bất thông, bản thân bị tận diệt. Chữ nhất là gốc rễ của vạn vật trên đời, chính là đạo. Đó là lời răn dạy của cổ nhân vậy. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.